Hôm nay Hùng chỉ chia sẻ với anh em cách tính độ dốc phần trăm của máy nhé. Ở dưới này sẽ có hai cái ví dụ. Một ví dụ là bán kèo có cái chiều dài là 10m và chiều cao là 6m, thì chúng ta sẽ tính độ dốc máy nó bằng bao nhiêu phần trăm. Và bên phải là một cái viên kèo có chiều cao 5m. Và chiều dài của kèo là 20m. Thì độ dốc mái sẽ là bao nhiêu phần trăm? Thì clip này Hùng sẽ chia sẻ với anh em cách tính phần độ dốc phần trăm mái. Rồi bắt đầu nè. Chúng ta bắt đầu là một ví dụ đầu tiên, đó là một ván kèo. Ván kèo này kích thước là 10m và chiều cao của bán kèo là 6m. Thì độ dốc máy phần trăm là bao nhiêu nhé? Ta áp dụng công thức độ dốc máy phần trăm bằng chiều cao chia cho chiều dài và nhân 100%. Thì sẽ bằng 6 chia 10 nhân 100% bằng 60%. Như vậy độ dốc máy sẽ là 60%. Còn trong trường hợp chúng ta thay đổi cái chiều dài của cái bán kèo này đi, ta cho ví dụ là L bằng 8m chiều dài của bán kèo này, và chiều cao của bán kèo ta thay đổi là 4m. Như vậy thì độ dốc máy lúc này sẽ là bằng bao nhiêu phần trăm? Chúng ta cũng làm tương tự. Ta lấy chiều cao là 4m chia cho chiều dài là 8m. Thì 40 chia 8 nhân 100% thì bằng 50%, tức là độ dốc máy lúc này sẽ là 50% nhé. Rồi tiếp tục, ví dụ như trong trường hợp là một bán kèo thì ta làm như vậy, còn một viên kèo thì sao? Thì ta cũng đưa về dạng bán kèo để tính về độ dốc máy. Ví dụ hình vẽ dưới đây các bạn là một cái viên kèo. Mỗi vi kèo thì dĩ nhiên được tạo bằng hai cái bán kèo rồi. Nó có chiều dài tổng là 20m và chiều cao là 6m. Vậy thì độ dốc máy của kèo này là bao nhiêu? Thì ta đưa về cái dạng bán kèo như ban đầu. Thì cái bán kèo này có chiều cao là 6m. Và chúng ta sẽ tính độ dốc máy bao nhiêu phần trăm? Thì cũng như áp dụng công thức, ta lấy 6 chiều cao chia cho chiều dài là 10m nhân 100% được 60%. Thì tóm lại thì muốn tính độ dốc máy phần trăm, ta lấy chiều cao chia cho chiều dài và nhân 100%. Rồi ở những clip trước Hùng cũng đã chia sẻ, thứ nhất là có cái độ dốc phần trăm thì ta suy ra chiều cao của mái nhà, có chiều cao của mái nhà thì ta suy ra độ dốc phần trăm của mái, và có độ dốc phần trăm hoặc là độ dốc bằng độ như là 40 độ, 50 độ thì ta tính được diện tích của máy xi lập ngói. Các bạn xem xong ba clip này đi, thì Hùng sẽ hướng dẫn và chia sẻ về cách tính ngói chính, ngói rìa và ngói nóc. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công. Biết tôi Hùng.